Chiều nay 2 tháng 8, Ban Tôn giáo thành phố Cần Thơ tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, 13 tháng 6 năm 2008, 13 tháng 6 năm 2023 và 68 năm ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo, 2 tháng 8 năm 1955, 2 tháng 8 năm 2023. Hiện thành phố Cần Thơ có 13 tôn giáo với 27 tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động với hơn 500.000 tín đồ các tôn giáo, chiếm tỷ lệ 40% dân số của thành phố. Trong những năm qua, Ban Tôn giáo đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo Dân tộc và Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Nội vụ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo hoạt động tôn giáo đúng truyền thống, đúng quy định pháp luật và gắn bó với chính quyền các cấp, tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Nhân dịp này, có 10 cá nhân nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo và 7 cá nhân, một tập thể được trao giấy khen của Sở Nội vụ vì đã có thành tích đóng góp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo giai đoạn 2008-2023.